Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ ở số 1 Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5 năm 2021. Em lại tiếp tục lên sóng và báo giá tất cả những mẫu xe hiện đang có tại cửa hàng và những mẫu xe vừa mới cập bến cửa hàng. Bác nào mà đúng chân một trong những mẫu xe nào hiện đang có tại cửa hàng bên em thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em thì hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Trước đầu tiên là chiếc Daewoo Gencha sản xuất 2009, phiên bản số sàn máy 1.5 máy xăng. Chiếc này mang biển kiểm soát 17K 8976, một chủ từ mới các bác nhá. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 158 triệu đồng cho một mẫu xe Daewoo Gencha mang thương hiệu của Hàn Quốc, bản sedan 2 đầu, 100 cây chiếc đan tầm độ 6 lít xăng trên 100 cây số. Tiếp theo đây là một mẫu xe Toyota Vios. Toyota Vios sản xuất 2012 các bác nhá, 2012. Phiên bản là số sàn máy 1.5 máy xăng. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 255 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios. Con này là bản E số sàn máy 1.5, mang biển kiểm soát Hải Phòng hoa phượng đỏ 15A 68931, 255 triệu đồng bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác. Tiếp theo đây cũng là một mẫu xe Daewoo Gencha sản xuất 2009, phiên bản là số sàn máy 1.5 máy xăng. Chiếc này mang biển kiểm soát 37A biển Nghệ An. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 158 triệu đồng cho một mẫu xe Daewoo Gencha thương hiệu Hàn Quốc, bản sedan 2 đầu. Đây là một mẫu xe gia đình, không taxi, không dịch vụ các bác nhé. Tiếp theo đây là một mẫu xe Hyundai Grammy 10, có năm sản xuất 2016 các bác nhé, 2016. Hàng nhập khẩu nguyên trước từ Ấn Độ, máy 1.2 bản đủ, tên tư nhân biển Thái Bình. Đây là một mẫu xe gia đình, không taxi, không dịch vụ các bác nhé. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 300 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai Grammy 10, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Ấn Độ rồi. Tích hợp xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện, đề lỗ chất đắt tốt. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Honda Civic sản xuất 2008 các bác nhá, phiên bản là số sàn máy 1.8 máy xăng. Trước này em bán cắt lỗ các bác nhá, nay chỉ còn 245 triệu đồng. 245 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Honda Civic. Đây là một mẫu xe bản sedan 2 đầu, máy 1.8 máy xăng, một mẫu xe lôi đồng quý đá. Dòng Honda thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc thì rất là dễ thay thế các bác nhá, mang biển kiểm soát 36A. Tiếp theo đây là một mẫu xe Toyota Vios. Toyota Vios sản xuất 2014 qua nhá, bản di số sàn máy 1.3 máy xăng, sơn xi màu trắng ngọc trinh. Trước này bên em đang chào bán với giá là 275 triệu đồng, 275 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios bản di các bác nhá, mang biển kiểm soát Bình Dương. Tiếp theo đây cũng là một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2010, con này sản xuất 2011 các bác nhá, 2011. Sơn xi màu trắng ngọc trinh, mang biển kiểm soát Thái Nguyên. Bản này bản Nimo đã được lân kịch đỏ các bác nhá. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 209 triệu đồng, 209 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe tập đi tập lái, tránh mưa tránh nắng các bác nhá. Dòng Toyota thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc thì rất là dễ thay thế các bác nhá. Và bên cạnh đây là một mẫu xe tập đi tập lái, tránh mưa tránh nắng các bác này. Đó là một mẫu xe, này là mẫu xe Hyundai Grammy 10 sản xuất 2012 các bác nhá, 2012. Phiên bản là số sàn máy 1.1 máy xăng, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Ấn Độ các bác này. Đấy, sơn xi của nó màu bạc các bác nhá. Đấy, chủ trước đã được độ rất là nhiều đồ các bác này. Đấy, độ rất là phong cách thể thao luôn. Với giá tiền là 158 triệu đồng, 158 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Hyundai Grammy 10 hàng nhập khẩu nguyên trước từ Ấn Độ rồi. Nhỏ gọn, xinh xinh, tiết kiệm nguyên liệu. Tiếp theo đây là một mẫu xe Toyota Innova. Toyota Innova sản xuất 2013 các bác nhá, bản E số sàn máy 2.0 máy xăng. Đây là một mẫu xe gia đình tư nhân chính chủ biển Hà Nội.
Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 275 triệu đồng. Đấy, đây là một mẫu xe Innova bản E số sàn. Đây, bản E xịn các nhá, trang bị túi khí ABS đầy đủ, gương kính chỉnh điện nguyên bản theo xe. Đăng ký 7 chỗ ngồi. Tiếp theo đây cũng là một mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2007 các bác nhá. Đấy, tên tư nhân biển Thanh Hóa này các bác này. Đây là một mẫu xe gia đình tư nhân chính chủ biển Thanh Hóa. Với giá tiền bên em đang chào bán với giá là 262 triệu đồng. 262 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Innova bản G bản đủ. Tiếp theo đây là một mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2013 các bác nhá, bản E số sàn, máy 2.0, máy xăng. Đây là một mẫu xe gia đình tư nhân chính chủ biển Sài Gòn. Hiện tại trước này em đã rút hồ sơ về tên em rồi. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này sang tên thì trong một lốt nhạc các bác này. Trước này bên em đang chào bán với giá là 375 triệu đồng các bác nhá, 375 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Innova. Tiếp theo đây là một mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2006 các bác này. Phiên bản số sàn, máy 2.0, máy xăng. Trước này là bản G bản đủ. Tư nhân chính chủ biển Hà Nội, 252 triệu đồng các bác nhá, 252 triệu đồng bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác. Sản xuất 2006 bản G bản đủ các bác nhá. Tiếp tục đây là một mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2014 các bác nhá, 2014. Bản E số sàn, máy 2.0, máy xăng. Đây là một mẫu xe gia đình tư nhân chính chủ biển Hải Phòng hoa phượng đỏ. Trước này bên em đang chào bán với giá là 405 triệu đồng. 405 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Innova bản E số sàn, máy 2.0. Một mẫu xe gia đình, đấy, thương hiệu Nhật Bản. Máy chất gầm chắc cô số ngọt, máy số zin các bác nhá. Tiếp theo đây là một mẫu xe Mitsubishi Zinger sản xuất 2009. Phiên bản số sàn, máy 2.4, máy xăng. Đây là một mẫu xe tư nhân chính chủ biển Nghệ An. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 255 triệu đồng các bác này. 255 triệu đồng cho một mẫu xe Mitsubishi Zinger thương hiệu Nhật Bản. Máy số zin, keo chỉ zin cả xe, sơn xi màu ca vàng cát nguyên bản theo xe các bác nhá. Đây là một mẫu xe gia đình. Máy của nó 2.4, máy xăng. Tiếp tục đây là một mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2013 các bác nhá, bản E số sàn, máy 2.0, máy xăng. Chiếc này mang biển kiểm soát 89A02925. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 355 triệu đồng các bác này. 355 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Innova bản E số sàn, máy 2.0, máy xăng các bác này. Mang biển kiểm soát Hưng Yên các bác nhá. Trang bị túi khí ABS đầy đủ. Bên cạnh đây là một mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2008 các bác nhá. Con này là bản G bản đủ, tư nhân chính chủ biển Thái Bình. Trang bị túi khí ABS đầy đủ. Một mẫu xe gia đình không taxi, không dịch vụ. Với giá tiền bên em đang chào bán với giá là 276 triệu đồng. 276 triệu đồng. Đây là một mẫu xe Toyota Innova, trang bị túi khí ABS, đăng ký 7 chỗ ngồi các bác nhá, thương hiệu Nhật Bản. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Kia Carens. Kia Carens sản xuất 2010. Phiên bản số sàn, máy 1.6, máy xăng. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 215 triệu đồng. 215 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Carens thương hiệu Hàn Quốc, đăng ký 7 chỗ ngồi, rất là rộng rãi các bác nhá. Một mẫu xe này là mẫu xe bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì mua về làm dịch vụ đi. Đấy, rất là nhanh, thu hồi vốn các bác nhá. 215 triệu đồng bao gồm hồ sơ vận chuyển toàn quốc cho các bác. Một mẫu xe mang biển kiểm soát Hà Nội. Tiếp tục đây là một mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2010 các bác nhá, 2010. Bản G bản đủ, tư nhân chính chủ biển Bắc Linh. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 298 triệu đồng các bác này. 298 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Innova thương hiệu Nhật Bản. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Mitsubishi Jolly có năm sản xuất 2002. Phiên bản số sàn, máy 2.0, máy xăng. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 80 triệu đồng các bác nhá. 80 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Jolly. Đấy, đăng ký 7 chỗ ngồi, rất là rộng rãi các bác nhá. Chỉ có 80 triệu đồng các bác này. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2009. Bản G bản đủ. Tên tư nhân biển này, biển này em quên mất là nó là biển ở đâu rồi các bác nhá. Đấy, biển 11 là biển Cao Bằng. Đấy, con này là biển Cao Bằng này. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 278 triệu đồng
cho một mẫu xe Toyota Innova, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng của đá, bản này bản G, bản đủ các bác nhá. Đấy, 2009. Giá tiền chỉ có 278 triệu đồng. Tiếp theo đây là một mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2015, phiên bản là số sàn máy 2.0 máy xăng. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 388 triệu đồng các bác này. Sơn xi màu ghi xám các bác nhá, mang biển kiểm soát 30F33860 các bác này. Đây là một mẫu xe gia đình, tư nhân chính chủ không tắc. Đây là một mẫu xe gia đình các bác nhá, biển kiểm soát Hà Nội. Tiếp tục đây là một mẫu xe này, là mẫu xe Hyundai Grand i10 sản xuất 2015. Phiên bản là số sàn máy 1.2 các bác nhá. Một con này là bản đủ, tư nhân chính chủ biển Thái Bình, 17A10566. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 292 triệu đồng. 292 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe i10 hàng nhập khẩu nguyên trước từ Ấn Độ các bác nhá. Sơn xi của nó màu trắng ngọc trinh các bác này. Đấy, tên tư nhân chính chủ nữ sử dụng các bác nhá. Và em lại đến một mẫu xe này là mẫu xe Isuzu sản xuất 2004. Phiên bản là số sàn, máy dầu một cầu các bác nhá, máy 2.5. Máy dầu thì rất là tiết kiệm nguyên liệu các bác nhá, rất là tiết kiệm tiền. Chiếc này ở bên em đang chào bán với giá là 169 triệu đồng cho một mẫu xe Isuzu gầm cao máy thoáng, máy chất gầm chắc côn số ngọt các bác nhá. Đây là một mẫu xe gia đình, biển kiểm soát Nghệ An. Tiếp theo đây là một mẫu xe Ford Transit sản xuất 2009 các bác nhá, số sàn máy 2.5 máy dầu, một mẫu xe tải van đăng ký 3 chỗ ngồi nguyên bản theo dòng máy sản xuất, thùng hàng kín các bác nhá. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 170 triệu đồng các bác này. 170 triệu đồng cho một mẫu xe Ford Transit. Trọng tải của nó 1 tấn 35 các bác nhá, 1 tấn 35 kg. Và tiếp theo đây là một mẫu xe này là mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2008 bản G, bản đủ, tư nhân chính chủ biển Hải Dương. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 276 triệu đồng. 276 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Innova, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cuối đá. Tiếp tục đây là một mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2007 các bác nhá. 2007. Con này là bản G số sàn máy 2.0, mang biển kiểm soát 17A19399 các bác này. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 199 triệu đồng các bác nhá. 199 triệu đồng. Các bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về làm dịch vụ thì nhanh thu hồi vốn các bác này. Chỉ có 199 triệu đồng. Tiếp tục đây là một mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2007 các bác nhá. Con này là bản G, bản đủ này. Đấy, tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 255 triệu đồng. 255 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Innova bản G, thương hiệu Nhật Bản, đăng ký 7 chỗ ngồi rất là rộng rãi các bác nhá. Tiếp theo đây là một mẫu xe Ford Everest sản xuất 2011 các bác nhá, 2011. Phiên bản là số tự động, máy dầu một cầu. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 428 triệu đồng các bác này. 428 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Ford Everest. Tiếp theo đây là một mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2015. Sơn xi của nó màu vàng cát các bác nhá, mang biển kiểm soát Hà Nội 30A. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 390 triệu đồng. 390 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Innova, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng của đá, thương hiệu Nhật Bản. Tiếp theo đây là một mẫu xe này là mẫu xe Hyundai Santa Fe sản xuất 2003, phiên bản là số tự động, máy 2.0 máy dầu các bác nhá, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 248 triệu đồng các bác này. 248 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Hyundai Santa Fe nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc các bác nhá. Và bên cạnh đây là một mẫu xe này là mẫu xe Kia Carnet. Kia Carnet sản xuất 2009 các bác nhá. Phiên bản là số tự động này, máy 2.0 máy xăng. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 279 triệu đồng. 279 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Carnet, một mẫu xe gia đình, tư nhân chính chủ biển Thái Nguyên các bác nhá.
Đấy, đăng ký 7 chỗ ngồi rất là rộng rãi. Và bên cạnh đây là một mẫu xe này, là mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2007 các bác nhá, bản G, bản đủ, tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Đây là một mẫu xe gia đình. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 262 triệu đồng. 262 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Innova bản G. Tiếp theo đây là một mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2012 các bác nhá, 2012. Một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cối đá bản E xịn các bác nhá. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 345 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Innova bản E số sàn máy 2.0 máy xăng. Bên cạnh đây là một mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2006 các bác nhá, 2006. Con này là bản G, bản đủ, tư nhân chính chủ, một chủ từ mới này. Hiện tại trước này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị các bác nhá. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh và mua bán tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Một mẫu xe Innova, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cối đá với giá tiền bên em đang chào bán với giá là 252 triệu đồng các bác này. Đấy, 252 triệu đồng một chủ từ đầu các bác nhá. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Hyundai Venna sản xuất 2010 form mới các bác nhá. Hàng nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc các bác này. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 205 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai Venna tư nhân chính chủ biển Hà Nội các bác nhá. Bản sedan hai đầu máy 1.4, rất là tiết kiệm nguyên liệu. Tiếp theo đây là một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2010 các bác nhá, 2010. Phiên bản là số sàn máy 1.5 máy xăng các bác này. Đấy, máy 1.5 máy xăng các bác nhá. Sơn xi màu trắng ngọc trinh mang biển kiểm soát Quảng Ninh các bác nhá. Với giá tiền là 199 triệu đồng. Tiếp theo đây là một mẫu xe Kia Carens sản xuất 2009, phiên bản là số tự động máy 2.0 máy xăng. Chiếc này mang biển kiểm soát 88A23947. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 292 triệu đồng các bác nhá. 292 triệu đồng. Đây là một mẫu xe gia đình, keo chỉ zin, máy số zin các bác nhá. Sơn xi của nó màu đen huyền bí các bác này. Đấy, một mẫu xe Kia Carens thương hiệu Hàn Quốc các bác nhá. Tiếp theo đây là một mẫu xe này, là mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2011. Phiên bản là số sàn máy 1.5 máy xăng. Con này là bản Nimo đã nâng kịch đồ các bác nhá, mang biển kiểm soát Hải Phòng hoa phượng đỏ các bác này. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 208 triệu đồng. 208 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cối đá các bác nhá. Bên cạnh đây là một mẫu xe này, là mẫu xe Toyota Corolla Altis sản xuất 2008 các bác nhá, 2008. Phiên bản là số sàn máy 1.8 máy xăng. Trước này bên em đang chào bán với giá là 275 triệu đồng các bác này. Đấy, trước này em bán 285 các bác nhá. Em giảm ngay 10 triệu, nay chỉ còn 275 triệu đồng, bán thu hồi vốn các bác nhá. Mang biển kiểm soát Quảng Nam này. Đấy, sơn xi màu đen, đây là một mẫu xe gia đình. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Kia Morning. Kia Morning sản xuất 2015 các bác nhá, 2015. Phiên bản là số sàn máy 1.25, mang biển kiểm soát 18A biển Nam Định. Chỗ này bên em đang chào bán với giá là 199 triệu đồng các bác này. 199 triệu đồng, mang biển kiểm soát 18A các bác nhá. Đấy, 199 triệu đồng các bác đã sở hữu một xe Kia Morning. Nhỏ gọn, xinh và tiết kiệm nguyên liệu các bác nhá, sang ăn như người. Đăng ký 5 chỗ ngồi, sơn xi màu ghi xám. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Kia Morning sản xuất 2015 các bác nhá, 2015. Phiên bản là số sàn máy 1.25, trước này bên em đang chào bán với giá là 185 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Morning nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu, xăng ăn như người, sản xuất 2015. Tiếp theo đây là một mẫu xe Hyundai Grammy 10. Hyundai Grammy 10 sản xuất 2014 qua nhà, 2014 qua này. Số sàn máy 1.0, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Ấn Độ. Chỗ này bên em đang chào bán với giá là 225 triệu đồng, có nhà 225 triệu đồng. 238 thì em giảm giá ngay 13 triệu, còn nó 225 bán thu hồi vốn các bác ơi. Tiếp theo đây là một mẫu xe Toyota Wingo. Toyota Wingo sản xuất 2018 của công ty nước đó này. 2018. Trước này bên em đang chào bán với giá là 285 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Wingo các bác nhá. Đấy.
dòng Toyota thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc thì rất là dễ thay thế có nha, một chủ cũ đầu có nha, biển kiểm soát Lạng Sơn. Đấy. Và ngoài trời Hải Phòng thì đang có sông gió có này. Đấy, chuyển bị mưa các bác nhá. Thì em vẫn đang live stream cho các bác tham khảo. Tiếp theo đây là một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2014 các bác nhá. Phiên bản số sàn máy 1.3 máy xăng. Chỗ này bên em đang chào bán với giá là 298 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2014, trang bị túi khí ABS đầy đủ các bác nhá. Đấy, tên tư nhân biển Hải Phòng 15A. Tiếp theo đây là một mẫu xe, này là mẫu xe Daewoo Lachetti. Daewoo Lachetti sản xuất 2010. Phiên bản đã số sàn máy 1.6 máy xăng. Chỗ này bên em đang chào bán với giá là 232 triệu đồng các bác này, 232 triệu đồng cho một mẫu xe Daewoo Lachetti hàng nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc nhá, bản sedan hai đầu. Tiếp theo đây là một mẫu xe Toyota Vios. Toyota Vios sản xuất 2010 các bác nhá. 2000 con này là 2009 các bác nhá, 2009 xin lỗi các bác. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 189 triệu đồng. 189 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng với đá con này, sơn xi màu trắng ngọc trinh các bác nhá. Tiếp theo đây là một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2014 các bác nhá. Bản E số sàn máy 1.5 máy xăng. Chiếc này thì bên em đã rút hồ sơ về tên em rồi. Bác nào mà đụng chân mẫu xe này sang tên thì trong một lốt nhạc các bác nhá. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 325 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios sơn xi của nó màu đen. Đấy. Hồ sơ thì em đã cầm tay rồi. Tiếp theo đây là một mẫu xe Hyundai ASEAN sản xuất 2012. Phiên bản là số tự động, máy 1.4 máy xăng, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc các bác nhá. Gương kính chỉnh điện cụp xe. Mang biển kiểm soát 15A23934. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 358 triệu đồng các bác nhá. 358 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Hyundai ASEAN hàng nhập khẩu. Hàng nhập khẩu tôn vỏ rất là dày. Tiếp theo đây là một mẫu xe Mazda 3. Mazda 3 sản xuất 2004. Phiên bản là số tự động, máy 1.6 máy xăng. Dòng Mazda thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc thì rất là dễ thay thế các bác nhá. Trang bị túi khí ABS đầy đủ. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 215 triệu đồng các bác này. 215 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Mazda 3. Tiếp theo đây là một mẫu xe Chevrolet Cruze. Chevrolet Cruze sản xuất 2010. Phiên bản là số sàn, máy 1.6 máy xăng. Mang biển kiểm soát 24A biển Lào Cai 13951. Chiếc này ở bên em đang chào bán với giá là 242 triệu đồng các bác này. 242 triệu đồng bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác nhé. Tiếp theo đây là một mẫu xe Chevrolet Aveo. Chevrolet Aveo sản xuất 2016 các bác nhá. Phiên bản là số sàn, máy 1.5 máy xăng. Chiếc này mang biển kiểm soát 30A biển Hà Nội. Bác nào Hà Nội Sài Gòn đúng chân mẫu xe này mua về thì đỡ được 20 triệu tiền biển các bác này. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 246 triệu đồng cho một mẫu xe Chevrolet Aveo bản sedan hai đầu, sơn xi màu bạc, gương kính chỉnh điện, cụp xòe nguyên bản theo xe, trang bị túi khí ABS đầy đủ các bác nhá. Và tiếp theo đây là một mẫu xe, này là mẫu xe Hyundai Grammy 10. Hyundai Grammy 10 sản xuất 2015 các bác nhá, 2015. Phiên bản là số sàn, máy 1.0 máy xăng. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 210 triệu đồng. 210 triệu đồng bao gồm hồ sơ vận chuyển toàn quốc cho các bác nhá, mang biển kiểm soát Hải Phòng hoa phượng đỏ, sơn xi màu trắng ngọc trinh, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Ấn Độ. Tiếp theo đây là một mẫu xe Hyundai Grammy 10 sản xuất 2014 các nhà, bản đủ, tên tư nhân biển Hải Phòng. Con này em bán cắt lỗ các nhá, bán cắt lỗ nay chỉ còn 215 triệu đồng. 215 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe i10 hàng nhập khẩu, tôn vỏ rất là dày, bản đủ, đề nổi sắt tốp, gương kính chỉnh điện, cụp xòe nguyên bản theo xe, tích hợp trên vô lăng, nay chỉ còn 215 triệu đồng. Tiếp theo đây là một mẫu xe Chevrolet Aveo sản xuất 2015. Phiên bản là số sàn, máy 1.5 máy xăng. Chiếc này mang biển kiểm soát 21A này 05882. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 238 triệu đồng cho một mẫu xe Chevrolet Aveo, gương kính chỉnh điện, cụp xe đề lộn, tích hợp trên vô lăng này. Đấy, gương kính chỉnh điện, túi khí ABS đầy đủ.
Tiếp theo đây là một mẫu xe, này là mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2014 các nhá, bản đủ bản E số sàn máy 2.0 mang biển kiểm soát Hoa Thanh Quế, quê Thanh Hóa các bác nhá. Hiện tại chỗ này bên em đang chào bán với giá là 405 triệu đồng các bác này. 405 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Innova. Đây là một mẫu xe gia đình, tư nhân chính chủ, không taxi, không dịch vụ, sơn xi màu vàng cát, túi khí ABS đầy đủ, đăng ký 7 chỗ ngồi, thương hiệu Nhật Bản. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Mazda, Mazda Flymaxi sản xuất 2003, phiên bản số tự động, máy 1.8 máy xăng. Dòng Mazda thì máy móc của nó rất là lành các bác nhá, đồ đạc thì rất là dễ thay thế, đăng ký 7 chỗ ngồi. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 168 triệu đồng các bác này. 168 triệu đồng cho một mẫu xe Mazda Flymaxi, đăng ký 7 chỗ ngồi, trang bị túi khí ABS đầy đủ. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Toyota Wingo. Toyota Wingo sản xuất 2019 các bác nhá, 2019 này. Phiên bản số sàn máy 1.2. Đấy, con này là xe gia đình có nhan nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu. Máy của nó chỉ có 1.2, dòng Toyota thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc thì rất là dễ thay thế các bác nhá, túi khí ABS đầy đủ. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 300 triệu đồng. 300 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Wingo. Bên cạnh đây là một mẫu xe Hyundai Getz này. Hyundai Getz sản xuất 2008 các nhá. Phiên bản số sàn máy 1.1 máy xăng. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 150 triệu đồng. 2008 bản đủ các nhá, tên tư nhân biển Hà Tĩnh coi này. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Kia Morning. Kia Morning sản xuất 2015 các nhá, số sàn máy 1.2. Đấy. Trước này thì bên em đã rút hồ sơ về tên em rồi. Có nào mà đúng chân mẫu xe này sang tên chỉ trong một lốt nhạc các bác này. Trước này bên em đang chào bán với giá là 199 triệu đồng các bác nhá. 199 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Morning nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu. Tiếp theo đây là một mẫu xe Hyundai Getz. Hyundai Getz sản xuất 2010, bản đủ bô lăng gật gù, mang biển kiểm soát 16L3202. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 168 triệu đồng. 168 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai Getz bản đủ các bác nhá. Đấy, sơn xi màu bạc các bác này, bản hatchback một đầu. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ ở số 1 Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Em vừa tổng hợp tất cả những mẫu xe hiện đang có tại cửa hàng và những mẫu xe vừa mới cập bến cửa hàng. Bác nào mà đúng chân một trong những mẫu xe nào hiện đang có tại cửa hàng bên em thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em thì hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau ạ.